61 năm tù cho nhóm đối tượng trong vụ án lừa chạy điều chuyển nguyên giám đốc công an tỉnh An Giang. Tuyên án vụ bạo hành bé gái 8 tuổi, vụ án gây bức xúc dư luận thời gian vừa qua. Xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng mua bán thai nhi, mua bán nam giới. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Hôm Nay Tin Nhanh được phát sóng trên kênh VTV Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý khán giả, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải triển khai việc đăng ký lịch kiểm định xe cơ giới bằng phần mềm, tránh trùng lập và chống cò mồi, đồng thời việc khẳng định khẩn trương xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 139 là yêu cầu cấp thiết. Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm định xe ô tô, đồng thời không để xảy ra các sai phạm bất ổn như thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo nghị định trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông Vận tải về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước, tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất đối với lĩnh vực đăng kiểm và quy định các đơn vị bảo dưỡng, bảo hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chạy điều chuyển nguyên giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng, sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt đối với 5 bị cáo gồm Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm, Đào Ngọc Cảnh, Trần Trí Mảnh, tổng cộng 61 năm tù giam với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đưa hối lộ. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Trí Mảnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại thành phố Châu Đốc. Bị cáo Mảnh lo sợ việc tăng cường tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của ông Đinh Văn Nơi, khi đó là đại tá giám đốc công an tỉnh An Giang, nên tìm cách tác động để điều chuyển ông Nơi đi nơi khác. Các bị cáo còn lại mặc dù không có khả năng điều chuyển nhân sự nhưng đã bàn bạc với nhau nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trần Trí Mảnh với giá 20 tỷ. Sau khi nhận 10 tỷ đồng từ Mảnh, các đối tượng tiếp tục nói dối Mảnh là sự việc bị phát hiện và yêu cầu chịu chi phí nhóm này đi lại và lo lót cho người khác để khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mảnh đồng ý mất 2 tỷ 300 triệu đồng và nhận lại 7 tỷ 700 triệu đồng. Đến tháng 3 năm 2021, Trần Trí Mảnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của nhóm này. Sau 2 tuần xét xử phúc thẩm, sáng nay Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 2 bị cáo trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi gây rúng động dư luận cách đây 2 năm. Sáng nay tại phiên tòa chỉ có bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, lý do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo và chấp nhận bản án mức án tử hình mà hội đồng xét xử đưa ra trước đó. Sau gần nửa giờ đọc cáo trạng, hội đồng xét xử tuyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái vì tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù. So với phiên xét xử sơ thẩm trước đó, mức án đối với các bị cáo không thay đổi. Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Mới đây, 20 trường hợp thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn vừa được Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mời làm việc. Các đối tượng này đều ở độ tuổi thanh thiếu niên từ 16 đến 24 tuổi. Thời gian qua, các đối tượng này đã thực hiện nhiều hành vi gây mất an ninh trật tự tại địa phương như chạy xe lạng lách, đánh võng, tụ tập đua xe vào ban đêm, dùng hung khí đánh nhau. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Nạn trộm cắp vẫn luôn diễn biến ngày càng phức tạp. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa một nhóm các đối tượng thuê trọ để làm nơi cất giấu xe trộm cắp, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Nhận tin báo của một người thuê trọ ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một báo bị mất trộm xe máy, định vị GPS phát hiện xe đang ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Kiểm tra căn nhà theo định vị, phát hiện xe máy mất trộm đang được cất giấu tại đây. 3 đối tượng thuê trọ tại căn nhà này khai nhận đã lấy trộm xe máy về cất giấu tại đây để bán lấy tiền tiêu xài. 18 tháng tù giam là mức án dành cho đối tượng Phạm Phước Hiền, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về tội tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Công an Vĩnh Long bắt quả tang Phạm Phước Hiền cùng 9 đối tượng khác đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền 2 triệu đồng, 4 con gà cùng một số vật chứng khác có liên quan. Hiền khai nhận với mỗi độ gà 1 triệu đồng, đối tượng sẽ lấy 100.000 đồng tiền sâu. Đã có không ít lần tuyên truyền, cảnh báo, thế nhưng tình trạng vận chuyển, mua bán hàng cấm vẫn diễn ra mọi lúc, mọi nơi.
Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh mới đây đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Khâm Xanh Nhà Ban, 29 tuổi, trú tại tỉnh Bô Ly Khâm Xây, Lào, vì hành vi vận chuyển trái phép heroin. Tối ngày 7 tháng 5 vừa qua, tại thôn 11 xã Sơn Đồng, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng Khâm Xây Nhà Ban khi đang vận chuyển 2 bánh heroin. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Lào đưa sang Việt Nam để lấy tiền công 500 đô la Mỹ. Vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường học luôn là mối quan tâm của nhiều người dân, nhất là các bậc phụ huynh. Mới đây, 76 trẻ tại trường mầm non Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An có dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Theo thông tin ban đầu, các bé có dấu hiệu như nôn ói, đau bụng, mất nước nhẹ sau khi ăn sữa chua nhà trường tự ủ. 21 trẻ điều trị tại trạm y tế đã ổn định, được cho về nhà. Còn 55 cháu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, tất cả đã ổn định, hết nôn, hết đau bụng, không sốt, tỉnh táo, ăn uống tốt. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã lấy 5 mẫu sữa chua mà các cháu ăn để làm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Tình trạng mua bán người ngày càng phức tạp với thủ đoạn manh động và tinh vi hơn. Theo Bộ Công an, trong số các nạn nhân mua bán người, phụ nữ chiếm 58%. Trong số này có 19 vụ bóc lột tình dục, hơn 130 vụ cưỡng bức lao động, 4 vụ để lấy bộ phận cơ thể. Từ năm 2012 đến năm 2020, mục đích mua bán người chủ yếu đưa ra nước ngoài, chiếm trên 85% tổng số vụ. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều giao dịch ở trong nước, tỷ lệ 45-50%. Hiện đã xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi, mua bán nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá. Một số vụ mua bán trẻ sơ sinh núp bóng tổ chức thiện nguyện. Nước ta cũng là địa bàn trung chuyển mua bán người từ một số nước trong khu vực đi nước thứ ba. Tối qua, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy, Cứu Nạn và Cứu Hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã phong tỏa hiện trường để xác minh vụ việc người đàn ông lao mình xuống sông Bảo Định. Tối qua, người dân phát hiện một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến giữa cầu Thành Trị bất ngờ lao mình xuống sông Bảo Định. Do vụ việc diễn biến quá nhanh nên nhiều người không kịp trở tay. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường tìm kiếm. Sau nhiều giờ, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy. Chuyển sang tin tức cảnh báo về giao thông. Lái xe qua những đoạn đường giao nhau thì chúng ta phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Quy định là vậy mà cũng dễ hiểu thôi. Vì đã là giao lộ thì xe cộ qua lại từ nhiều phía, nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều trường hợp chủ quan như trong đoạn clip ngay sau đây. Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát tại một ngã ba trong khu công nghiệp Đài Tư, Long Biên, Hà Nội cho thấy ngã ba vắng vẻ, không mấy phương tiện qua lại. Vì vậy, tài xế xe tải màu xanh có vẻ đã lơ là quan sát, cũng như không giảm tốc độ khi qua ngã ba. Hậu quả là xe tải này đã đâm vào một chiếc xe ô tô con đang đi tới ở đường tắt. Rất may cú va chạm chỉ khiến xe ô tô con màu đen bị hư hỏng nhẹ. Tình huống tiếp tục là một cảnh báo về việc phải chú ý quan sát khi đi qua ngã ba, ngã tư. Có như vậy mới tránh được những tai nạn cho mình và những người khác.